Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị cùng đến với các tin chính ngày hôm nay của Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tình hình bão tố, lũ lụt tại Trung Quốc vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp khi vào ngày hôm qua, một cơn bão được mệnh danh là siêu bão đã tiếp tục đổ bộ vào nước này. Cơn bão tàn phá nhiều cây cối, cuốn trôi nhiều ô tô, hàng trăm cơ sở nuôi thủy sản của người dân trong vùng bị san bằng trong tích tắc. Đến trưa hôm qua, chỉ tính riêng tại thành phố Ôn Châu, các giới chức chính quyền địa phương cho hay số nạn nhân bị thiệt mạng do bão số 7 gây ra lên tới 27 người và 25 người khác bị thương, trong khi 11 người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tại ba tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô cũng đều bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt và lở đất từ cơn bão gây ra. Hiện có ít nhất 49 người đã thiệt mạng tại ba tỉnh này, gần 14.000 người vẫn lưu lạc tại các trung tâm sơ tán và hơn 23.000 người thiếu điện, nước sinh hoạt do cơn bão gây ra. Kính thưa quý khán thính giả, siêu bão số 7 sau khi hoành hành và tàn phá đất nước Philippines cách đây 2 ngày, thì di chuyển thất thường về phía Tây Bắc, tiến vào vùng biển Hoa Đông. Sau đó, cơn bão đã mạnh lên và đổ bộ vào vùng bờ biển phía Đông Trung Quốc khiến 7 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề gồm Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải, quận Đậu Đầu thuộc thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 14 từ 105 đến 160 km/h, giật cấp 17. Truyền thông nhà nước đưa tin, 59 đài khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục. Họ cho biết mực nước sông Fini đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Những trận mưa xối xả đã trút xuống nhiều ngày trong tuần trước trên các tỉnh Sơn Tây trong 12 giờ từ đêm đến sáng. Tỉnh này ghi nhận lượng mưa trung bình 31,3mm đã tăng lên 119,5mm trên toàn tỉnh, trong đó 18 thành phố ghi nhận mức lượng mưa trên 200mm và tối đa là 285,2mm. Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây đã ghi nhận lượng mưa 185mm, gấp 7 lần so với mức trung bình của cùng kỳ năm 2020. Tại vùng biển phía đông bắc của Đậu Đầu, tỉnh Chiết Giang lúc 4h15 rạng sáng nay, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 110,8 độ kinh đông, bán kính gió mạnh cấp 12, giật cấp 13, khoảng 160 km/h tính từ tâm bão. Cơn bão số 7 kèm theo mưa lớn dữ dội đánh sập một nhà giàn SD của công ty dầu khí Trung Quốc, rồi tiến vào đất liền, tiếp tục có gió xoáy gây sạt lở đất, khiến khoảng 5.800 ngôi nhà bị phá hủy. Khi đổ bộ vào nước Trung Quốc vào sáng ngày hôm thứ Hai, bão đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực của các tỉnh. Hơn 3.000 ngôi nhà bị hư hại, bị phá hủy hoàn toàn hoặc bị ngập nước. Theo ước tính của chính quyền địa phương cho biết, thiệt hại do bão số 7 gây ra đối với ngành nông, lâm, ngư nghiệp tại 4 tỉnh nước này là nặng nề nhất, với tổng trị giá lên tới 27 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tổng thiệt hại dự kiến sẽ tiếp tục tăng do chưa có số liệu thống kê đầy đủ. Tại một số tỉnh vẫn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, Trung Quốc được dự báo có thể sẽ tiếp tục hứng chịu thêm các thảm họa do cơn bão gây ra. Cơn bão ập đến, nó mang theo mưa to và gió lớn. Ước tính lượng mưa tại các tỉnh đo được từ 300m đến 500m, đã trút xuống khu vực các tỉnh phía Đông và Đông Nam Trung Quốc. Bão mạnh cũng ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch. Tại thành phố Cảng Thanh Đảo, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang, toàn bộ các điểm du lịch đều phải đóng cửa, giao thông bị đình trệ. Do ảnh hưởng của bão, nhiều tuyến đường sắt và xe buýt đã phải ngừng hoạt động. Các lực lượng cứu hộ, quân đội, cảnh sát và nhân viên, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn, nhằm để ứng phó và đẩy mạnh công tác cứu trợ những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất nhằm để khắc phục hậu quả từ cơn bão. Theo ước tính, khoảng 6,5 triệu người tại Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải bị ảnh hưởng nặng bởi bão lụt. Một chiếc xe khách đã bị cuốn phăng xuống sông ở khu vực ngoại ô thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 101 người khác mất tích. Các nhà chức trách cho biết, 37 trong số 51 hành khách trên xe buýt đã được giải cứu ở tỉnh Tây Sơn. Lũ lụt đã buộc 120.000 người phải sơ tán, phá hủy gần 17.000 ngôi nhà, buộc đình chỉ hàng trăm hầm mỏ và làm hư hại 190.000 hecta đất nông nghiệp. Tổng cộng khoảng 17,5 triệu người ở Sơn Tây đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra bởi lượng mưa lớn, gần gấp 4 lần mức trung bình hàng tháng. Kính thưa quý khán thính giả, thông tin rất mới và rất nóng liên quan đến động đất, lũ lụt tại Trung Quốc trong những ngày vừa qua, khiến cho lượng mưa phá kỷ lục, nước sông Dương Tử ngập tràn, Trùng Khánh và Vũ Hán chìm trong biển nước, đập Tam Hiệp phải mở thêm 3 cửa xả, nhiều người bị lũ cuốn trôi, châu bò, gà, vịt mùa màng coi như mất trắng. Chính quyền kêu gọi người dân đóng tiền góp sức với nhà nước để chống lũ.
khi lo sợ nạn đói sẽ xảy ra với Trung Quốc do lũ lụt dâng cao, thành phố Trùng Khánh ở thượng nguồn đập Tam Hiệp đã gửi cảnh báo 3 lần liên tiếp trong 27 phút. Quận Tú Sơn cũng đã phát đi tín hiệu cảnh báo bão màu cam. Trong 3 ngày qua, lượng mưa tích lũy tại 3 thị trấn là Hải Dương, Đại Khê, Thạch Khê của quận Tú Sơn đã đạt tới 500mm. Dự kiến lượng mưa trong tương lai sẽ tiếp tục ở khu vực đông bắc của tỉnh Tứ Xuyên và nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở núi là rất cao. Vào sáng ngày hôm qua, quận Kỳ Giang đã phát đi tín hiệu cảnh báo sấm sét màu vàng do ảnh hưởng bởi những đám mây giông bão. Dự kiến gió mạnh và mưa lớn sẽ xảy ra ở quận Kỳ Giang trong vòng 3 ngày tới. Vào sáng ngày hôm qua, tỉnh Giang Tây đã phát đi tín hiệu cảnh báo sấm sét màu vàng. Dự kiến trong vòng 24 giờ tới, thời tiết sấm sét sẽ xuất hiện ở khu vực phía Nam và miền núi Nam Bộ, dọc theo con sông Dương Tử. Trước đó, vào ngày hôm qua, thành phố Vũ Hán ở hạ lưu đập Tam Hiệp liên tiếp mưa lớn. Lượng mưa được đo trong ngày cho thấy đây là lượng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, cao hơn cả mùa hè năm 2020 từ 30 đến 50mm. Cũng vào ngày hôm qua, cuộc họp báo của chính quyền thành phố Vũ Hán của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo về công tác ứng phó mưa trong kỳ tuyển sinh đại học. Từ 9 giờ sáng đến 21 giờ đêm ngày hôm qua, Vũ Hán có lượng mưa lớn. Lượng mưa đo được lớn nhất lên tới 427mm. Hội nghị cũng cho biết, trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, khả năng mưa sẽ rất to nên học sinh sẽ rất khó khăn để đến điểm thi. Từ 5 giờ sáng ngày hôm qua, Vũ Hán tăng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 3 lên cấp 2. Truyền thông đại lục cho biết, lúc 6 giờ sáng ngày hôm qua ở khu Hồ Tam Xuân, một người đàn ông không may đã bị điện giật, tử vong. Video cho thấy Vũ Hán đã bị ngập nặng. Một nhiếp ảnh gia nói, lúc này mà đến Vũ Hán thì chỉ có ngắm biển thôi. Hôm nay Vũ Hán đã bị ngập nước rồi, bạn xem này, nước lại dâng lên. Mạng lưới thủy văn ở sông Dương Tử cho biết, lúc 8 giờ tối ngày hôm qua, mực nước ở Đại Hoàng Khẩu Vũ Hán đạt 27m, sát gần mặt nước cảnh báo là 27,3m. Video còn cho thấy mặt nước sông Dương Tử đã tràn đến khu đô thị. Người quay phim nói rằng đây là sông Dương Tử, hãy nhìn dòng nước kia, nó đã ngập ngang mặt đường, bằng phẳng cả rồi. Ở xa cũng có thể phải dừng lại vì cây cầu này là bằng kết cấu thép, nó sẽ sớm bị cuốn trôi. Trước đó, vào chiều ngày thứ hai, nước sông Dương Tử tại Vũ Hán đã nhấn chìm bến Hoàng Khẩu Vũ Hán. Ngoài ra, Thượng Hải cũng gặp những trận mưa lớn. Trong khi đó, vào ngày hôm nay, tại khu vực cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu tai nạn và thảm họa kép khi một dòng sông băng ở Himalaya nằm ở phía nam Tây Tạng bất ngờ vỡ và đổ sập xuống, cuốn phăng con đập, phá hủy rất nhiều nhà cửa, đường xá và khiến khoảng 2.500 binh lính của Trung Quốc đang đồn trú tại khu vực này thiệt mạng và mất tích. Tính đến nay, chính quyền khu tự trị Tây Tạng cho biết đã tìm thấy 158 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ vỡ sông băng xảy ra tại phía nam của cao nguyên Tây Tạng này. Theo báo cáo mới nhất, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm gần 900 binh sĩ được cho là mất tích trong vụ vỡ sông băng. Các binh sĩ xấu số trên thuộc Sư đoàn Bộ binh số 7 của Trung Quốc vừa mới được điều động tăng cường tới khu vực biên giới có tranh chấp lãnh thổ với nước láng giềng Ấn Độ, nơi đã làm cho hai nước suýt nữa nổ ra cuộc chiến tranh lần thứ hai. Trước đó, sông băng trên dãy Himalaya cũng bị vỡ và tràn xuống hạ du, băng tan đi kèm theo đất đá đã gây ra lũ quét, phá hủy nhiều ngôi nhà và công trình thủy điện cùng đập nước mà Trung Quốc định tiếp với tục tham vọng xây dựng khủng gấp 3 lần đập Tam Hiệp, một siêu đập với công suất 70 GW trên sông Yalung Sangpo ở khu tự trị Tây Tạng, nhằm tạo ra một loại vũ khí nước uy lực mới để gây áp lực xuống các vùng hạ du và láng giềng Ấn Độ. Khi Trung Quốc ấp ủ con bài nhất tiễn hạ song điêu, triết học vô tiền khoáng hậu của Trung Quốc được coi là vũ khí nguy hiểm, bóp nghẹt mọi tiềm năng của Ấn Độ. Nhưng đúng như những gì người đời hay nói, người tính không bằng trời tính. Khi đội cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã tìm thấy 9 thi thể tại nhà máy thủy điện gần con đập trên sông này Yalung Sangpo. Kính thưa quý vị thân mến, có một thông tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới tình hình lũ lụt, hạn hán của Trung Quốc. Khi hôm qua đài truyền thông Phương Đông của nước này cho biết, một thông tin được cho là khá rùng mình và xấu cho phía Trung Quốc, khi một con đập cỡ lớn của Trung Quốc đã cho xả lũ toàn bộ những cửa xả vào hoạt động 24/24 giờ. Đài Phương Đông phía Đông Trung Quốc cho biết, hôm qua hồ thủy điện lớn nhất tỉnh lần đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua đã cho mở toàn bộ 9 cửa xả nhằm ngăn chặn lũ lụt. Điều này cho thấy rằng tình hình động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở các tỉnh phía Nam của Trung Quốc đang hết sức nguy hiểm. Đài Trung Quốc cho hay, hồ thủy điện mang tên là Tân An Giang thuộc tỉnh Chiết Giang đã mở cửa xả lũ lần đầu tiên trong vòng 100 năm qua, khi mực nước trong hồ chứa vượt mức cho phép và được dự báo là còn tăng cao trong một vài ngày tới. Hồ thủy điện Tân An Giang ở phía đông tỉnh Chiết Giang là dự án kiểm soát lũ quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường, đã mở cửa xả lũ khi tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Hồ thủy điện Tân An Giang còn được gọi là hồ Quang Giao hay còn gọi là hồ Thiên Đảo, nằm ở thượng nguồn sông Tiền Đường, con sông lớn nhất tỉnh Chiết Giang được biết đến với mức thủy triều cao nhất trên thế giới. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, tính đến 19 giờ tối ngày thứ ba,
mực nước ở hồ Tân An Giang đã đạt mức 108,5m, vượt quá mức dự trữ cho phép và mực nước trong hồ được dự báo sẽ tăng cao do mưa lũ thượng nguồn đổ về trong một vài ngày tới. Và do mưa lớn, lũ lụt ở thượng nguồn tỉnh An Huy, mực nước trong sông, hồ tăng nhanh và vượt mức cho phép. Tờ báo của Trung Quốc còn trích dẫn lời của ông Chen, giám đốc con đập này cho biết, dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ kéo dài ở khu vực xung quanh hồ chứa lên trong 10 ngày tiếp theo, nguy cơ lũ lụt ngay cả khi nhà máy thủy điện chạy hết công suất. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định mở toàn bộ cửa xả để ngăn chặn lũ. Thưa quý vị, hồ thủy điện Tân An Giang là một trong những hồ thủy điện lớn thứ 3 của Trung Quốc sau con đập Tam Hiệp, và nó được xây dựng từ những năm 1959. Từ đó cho tới nay, con đập đã có ít nhất 7 lần mở toàn bộ các cửa xả. Lần gần nhất mở cửa xả lũ là vào năm 2011. Theo tờ báo SCMP cho biết, hồ thủy điện Tân An Giang có chiều dài 466m, cao 108m, công suất 845mW. Đây là đập thủy điện đầu tiên được xây dựng ở Trung Quốc với chiều cao hơn 100m. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Mỹ, của Nga, của Nhật Bản chuyên theo dõi những hình ảnh qua vệ tinh về mưa lũ, bão tố phong ba tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu trong một vài ngày tới, đặc biệt là cuối tháng 10 và đầu tháng 11, tăng áp lực lớn cho các hồ chứa nước, vì thế mà nguy cơ vỡ đập, vỡ đê lên tới 95, và nếu như lượng mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới thì an nguy từ con đập Tam Hiệp là không thể tránh khỏi. Được biết, từ cuối tháng 6 tới thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa lớn và dày, vì thế mà tất cả các con sông và 26 phần 31 tỉnh thành của phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận lũ quét, sạt lở và sóng thần. Ngoài ra, còn có cả động đất và lũ quét cũng như vòi rồng xuất hiện. Theo một thống kê mới nhất của cơ quan thống kê phía Trung Quốc cho biết, đã có ít nhất 293 người thiệt mạng và mất tích, 2.798 ngôi nhà đã bị cuốn ra ngoài biển Đông, rất nhiều ô tô, xe buýt, nồi cơm điện, tủ lạnh, TV cũng đã bị cuốn theo dòng nước lũ. Thiệt hại ban đầu được ước tính lên tới 1.000 tỷ đô la và đây là một con số quá lớn. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể ngờ được rằng sự nổi dậy của mẹ thiên nhiên, của đất và trời lại tàn phá nặng nề đến như vậy. Của đất và trời lại tàn phá nặng nề đến như vậy. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại! Đập thủy điện lớn nhất hành tinh ở Trung Quốc làm trái đất quay chậm lại, khiến ngày dài hơn. Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất và gây tranh cãi nhất được cho là có dấu hiệu biến dạng, trong khi quan chức Trung Quốc khẳng định công trình vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Theo Fox News, các chuyên gia làm việc cho tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc CTG, công ty thuộc sở hữu nhà nước, khẳng định con đập có biến dạng khoảng 3mm. Do yếu tố nhiệt độ và mực nước thay đổi nhưng vẫn nằm trong phạm vi an toàn, CTG đưa ra phát ngôn sau khi các bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy con đập bị biến dạng khác thường khi nhìn từ Google Maps. Tờ Caixin Global dẫn nguồn tin ở Bắc Kinh nói, các bức ảnh trên có thể là do vấn đề với ảnh chụp vệ tinh hơn là do con đập gặp trục trặc. Theo Reuters, đập Tam Hiệp hiện là công trình thủy điện đắt giá nhất và gây tranh cãi nhất của Trung Quốc. Trong quá trình xây dựng, con đập đã nhấn chìm nhiều ngôi làng, khiến hàng triệu người phải chuyển đến nơi khác sinh sống, làm thay đổi hệ sinh thái dọc theo sông Trường Giang. Các nhà phê bình cũng chỉ trích dự án, cho rằng con đập làm tăng nguy cơ động đất và lở đất trong khu vực. Đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất thế giới với chiều dài 2.308m, cao 185m. Công trình đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông, 463.000 tấn thép. Đập thủy điện với 32 tổ máy tạo ra 22,5 triệu kWh điện, tức là 22.500 MW, tương đương công suất của 15 nhà máy điện hạt nhân. Đập Tam Hiệp có vùng hồ chứa tới 42 tỷ tấn nước. Việc đẩy 42 tỷ tấn nước lên cao 175 mét so với mực nước biển sẽ làm tăng moment quán tính của trái đất, qua đó làm chậm chuyển động xoay của địa cầu dù tác động vô cùng nhỏ. Theo NASA, sự di chuyển của khối lượng nước lớn ở độ cao như trên sẽ làm ngày dài thêm 0,06 mili-giây. Tác động cũng làm điểm cực lệch đi khoảng 2cm. Theo Scientific American, ngay từ năm 2008, quan chức chính phủ Trung Quốc được giao nhiệm vụ giám sát dự án đã thừa nhận đập Tam Hiệp có những mối đe dọa vô hình có thể gây ra thảm họa. Chúng ta không thể ngừng cảnh giác, các quan chức Trung Quốc Wang Xiangfeng nói. Khi đó, Trùng Khánh, thành phố với 31 triệu dân có thể bị con đập nhấn chìm bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế tạm thời. Các nhà khoa học địa lý sinh học từ lâu đã cảnh báo về việc xây dựng một công trình thủy điện khổng lồ ở khu đông dân cư như Tam Hiệp.
không chỉ đe dọa đến hệ sinh thái môi trường sống của các loài động thực vật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra thảm họa. Mưa ở Tam Hiệp trở nên ít hơn, hạn hán xảy ra thường xuyên hơn, bệnh dịch có nguy cơ lan tràn. George David, chuyên gia tại Đại học George Washington, người có 24 năm nghiên cứu ở lưu vực sông Trường Giang và các tỉnh lân cận, đã nói vào năm 2008. Khi con đập được xây dựng vào năm 1992, các nhà hoạt động nhân quyền đã bày tỏ lo ngại về việc hàng triệu người sống ở khu vực xung quanh phải chuyển đi nơi khác. Dù Tam Hiệp là trung tâm phát triển ở phía Tây Trung Quốc, kết quả là hơn 1,2 triệu người tại hai thành phố và 116 ngôi làng phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Một số trường hợp chỉ nhận được khoản tiền đền bù ít ỏi. Với những người tiếp tục sống ở gần nơi con đập hoạt động, họ phải luôn đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, biến đổi hệ sinh thái. Phan Xiao, nhà địa chất làm việc tại Cục Khai thác và Khai thác Tài nguyên khoáng sản ở tỉnh Tứ Xuyên, nói những vụ lở đất trong vài năm qua khiến hàng chục người chết có liên quan trực tiếp đến hoạt động làm đầy các hộ chứa nước ở đập Tam Hiệp. Một trong những nỗi sợ lớn nhất là con đập có thể gây ra các trận động đất lớn, bởi vì hồ chứa nước nằm ngay trên hai mảng đứt gãy lớn là Jiwansi và Jigubadong. Con đập cũng làm ảnh hưởng đến sự sinh tồn của các loài cá ở hạ lưu sông Trường Giang. Kết quả là số lượng quần thể của các loài cá giảm mạnh, loài cá heo ở sông Trường Giang thậm chí còn gần như biến mất hoàn toàn. Năm 2011, 5 năm sau khi con đập chính thức hoàn thành, chính quyền Trung Quốc thừa nhận dự án đã gây ảnh hưởng đến xã hội và môi trường nghiêm trọng, hứa sẽ chi số tiền tương đương 124 tỷ đô la Mỹ đền bù. Đến năm 2019, số tiền đền bù mới chỉ được giải ngân một nửa. Năm 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm đập Tam Hiệp và nhấn mạnh rằng việc phục hồi sinh thái sông Giang cần phải được ưu tiên hàng đầu. Siêu đập Tam Hiệp bị vỡ, Trung Quốc sẽ thế nào? Đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất Trung Quốc và thế giới. Tuy đập Tam Hiệp mang lại nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng nếu con đập này vỡ thì Trung Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng kinh khủng. Đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất Trung Quốc và thế giới, được khởi công xây dựng từ năm 1994 và chính thức hoàn thành vào năm 2009. Con đập này sẽ chắn ngang một trong những con sông lớn nhất Trung Quốc là Dương Tử. Đập Tam Hiệp chặn Trường Giang, sông dài thứ 3 trên thế giới tại Tam Đảo Bình, Nghi Sương, Hồ Bắc, Trung Quốc. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1994, nó là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Hồ chứa nước của nó đã bắt đầu có nước vào ngày 1 tháng 6 năm 2003 và sẽ chiếm toàn bộ vị trí hiện tại của khu vực Tam Hiệp Thơ Mộng, nằm giữa các thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc và Bồ Lăng, thành phố Trùng Khánh. Được làm từ bê tông và thép, đập Tam Hiệp có chiều dài 2.355 m và đỉnh đập cao 185 m trên mực nước biển. Công trình đã sử dụng 27,2 triệu m khối bê tông chủ yếu cho thành đập, 463.000 tấn thép đủ xây dựng, 63 tòa tháp Eiffel, đào 102,6 triệu m khối đất. Thành đập cao 181 m so với nền đá, mực nước đập cao tối đa 175 m trên mực nước biển, cao hơn mực nước sông ở hạ nguồn 110 m. Vùng hồ chứa có chiều dài trung bình khoảng 660 km và rộng 1,12 km. Vùng hồ chứa có thể tích 39,3 km khối và tổng diện tích bề mặt nước 1.045 km2. Con đập sở hữu hàng loạt kỷ lục thế giới như đập xây dựng bằng bê tông và thép có chiều cao 181 m, hồ chứa rộng nhất trải dài 610 km2, hơn 102 triệu 600 nghìn mét khối đất đá được chuyển để mở đường cho 27,2 triệu mét khối bê tông và 463 nghìn tấn thép đủ để xây dựng 63 tháp Eiffel. Công suất lắp đặt 18,2 GW, cuối cùng là chi phí theo công bố bỏ ra để xây dựng đập lên tới 22,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì con số thực sự có thể lên đến 30 tỷ đô la Mỹ. Mực nước trong đập ở mức tối đa cao hơn mực nước biển 175 m, cao hơn mực nước sông ở hạ nguồn 110 m. Vùng hồ chứa có chiều dài trung bình khoảng 660 km và rộng 1,12 km. Vùng hồ chứa có thể tích 39,3 km khối và tổng diện tích bề mặt nước là 1.045 km2, chứa lượng nước lên đến 42 tỷ tấn. Lượng nước này lớn đến mức làm trái đất quay chậm lại so với bình thường. Vỡ đập Tam Hiệp, Trung Quốc sẽ ra sao? Là con đập lớn nhất thế giới với hàng loạt những kỷ lục. Thế nhưng đập Tam Hiệp là như con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm. Nếu như gặp phải sự cố,
Trong số đó là sự cố không mong muốn nhất là vỡ đập, trong khi sóng thần do thiên nhiên tạo ra xuất phát từ những con động đất ngoài đại dương tràn vào lục địa, gây ra sự tàn phá và thiệt hại kinh hoàng cho một vùng dân cư rộng lớn. Ngược lại, ở đập Tam Hiệp có thể tạo ra hiện tượng sóng thần do con người gây nên khi con đập này bị vỡ. Theo tính toán, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra cơn sóng thần cực lớn, tàn phá và chỉ mất 5 đến 10 phút, toàn bộ vùng hạ lưu sẽ bị xóa sổ. Toàn bộ dân cư hàng trăm triệu, kể cả ở các thành phố lớn sẽ bị cuốn ra Biển Đông. 1/3 diện tích Trung Quốc, vùng thịnh vượng nhất bao gồm Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải mà dân cư sinh sống sẽ bị chôn vùi trong nước lụt. Toàn bộ các di tích lịch sử mà Trung Quốc thường hãnh diện với thế giới hàng ngàn năm qua sẽ tan biến trong nước lũ. Hàng ngàn thành phố lớn nhỏ sẽ bị chìm trong nước lụt từ 5 đến 10 mét. Hàng chục ngàn nhà máy, kỹ nghệ, xưởng, hãng sản xuất hàng để xuất khẩu cùng với tàu bè thương mại, kỹ nghệ, du lịch sẽ bị tàn phá, ngập nước và cuốn ra Biển Đông. Mất nguồn cung cấp điện khổng lồ, Trung Quốc sẽ lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ tan tành, kinh tế suy sụp, đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành, tổn thất về người và kinh tế nếu đập Tam Hiệp vỡ là không thể kể xiết. Thế nên đập Tam Hiệp được coi như tử huyệt của Trung Quốc. Cũng chính vì vậy mà Trung Quốc thậm chí bố trí hàng chục tiểu đoàn từ bộ binh, phòng không không quân, tên lửa xung quanh con đập này. Theo tính toán, trừ khi có một cuộc tấn công quy mô cực lớn nhằm vào con đập này hoặc một trận động đất chưa từng có trong lịch sử xảy ra tại đây thì đập Tam Hiệp mới có thể bị vỡ. Động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc rạng sáng ngày 2 tháng 7 làm dấy lên lo ngại có thể gây sạt lở đất và làm trầm trọng thêm tình hình của đập Tam Hiệp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA phát cảnh báo mưa lớn hôm vừa qua trên khắp Trung Quốc, đánh dấu ngày thứ 31 liên tục, Taiwan News đưa tin. Thêm vào đó, một trận động đất đã xảy ra ở khu vực phía trên đập Tam Hiệp. Cụ thể, lúc 4 giờ 08 phút hôm thứ Bảy vừa qua, một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhược Nhĩ Cái, tỉnh Tứ Xuyên, ở độ sâu 8 km. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, huyện Nhược Nhĩ Cái nằm ở thượng nguồn đập Tam Hiệp và khu vực cực bắc của Châu Tự trị Dân tộc Tạ, Khương Nga Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Dù cường độ của trận động đất không lớn lắm, nhưng độ sâu nông của động đất trong bối cảnh có mưa lũ nặng nề ở khu vực phía tây nam Trung Quốc dẫn tới lo ngại về nguy cơ sạt lở đất. Theo Taiwan News, CMA cũng đã phát cảnh báo mưa lớn từ 8 giờ ngày hôm trước tới 8 giờ ngày hôm sau đối với phía nam Giang Hán, phía tây và nam Hạ Giang, phía bắc Giang Nam, miền Trung Vân Nam, phía nam Quý Châu, Hồ Bắc, An Huy, phía bắc Hồ Nam và đông bắc Giang Tây. Trong vài ngày qua, lũ lụt nặng nề đã được ghi nhận ở cả phía trên và dưới đập Tam Hiệp, trong đó có cả tại thành phố Nghi Xương, cách đập Tam Hiệp 40 km và Phượng Hoàng Cổ Trấn. Trước đó, trên mạng Internet của người dùng Trung Quốc đã có một số cảnh báo về nguy cơ với đập Tam Hiệp nếu xảy ra động đất. Một YouTuber người Trung Quốc nói rằng lũ lụt ở Trung Quốc năm nay đang vượt xa đợt lũ năm 1998, đồng thời dự đoán rằng nếu động đất xảy ra ở thượng nguồn sông Dương Tử có thể khiến một trong những đập nhỏ hơn bị vỡ. YouTuber này cảnh báo nếu điều này xảy ra có thể dẫn đến hiệu ứng domino, một đập bị vỡ dẫn tới những đập khác cũng vỡ và bản thân đập Tam Hiệp sẽ chịu một sức ép khủng khiếp. Cảnh báo khẩn cấp. Mức độ ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 đã được đưa ra tại tỉnh miền Trung Hà Nam của Trung Quốc sau khi khu vực này chứng kiến trận mưa lũ được cho là chưa từng ghi nhận trong nghìn năm qua. Bộ quản lý khẩn cấp nước này đã điều động 1.800 lính cứu hỏa từ các tỉnh lân cận, được trang bị hơn 250 xuồng cao tốc để hỗ trợ sứ mệnh khắc phục thảm họa. Trước đó, quân đội Trung Quốc đã điều động hơn 3.000 binh sĩ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống Hà Nam trong 3 ngày tới do ảnh hưởng của bão số 2, với một số khu vực có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 280mm mỗi ngày. Trong 4 ngày vừa qua, thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam đã ghi nhận lượng mưa 617,1mm, gần bằng lượng mưa trung bình 640,8mm hàng năm của thành phố này. Các nhà khí tượng học địa phương đánh giá lượng mưa ở Trịnh Châu trong 3 ngày qua là nghìn năm có một. Giới chức Trung Quốc cho biết ít nhất 25 người không qua khỏi và 1,24 triệu người dân tại tỉnh Hà Nam đã chịu ảnh hưởng do đợt mưa lớn do bão từ cuối tuần trước, khiến nhiều đoạn sông bị sạt lở và gây ngập lụt ở hàng chục thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Theo báo chí châu Á, khoảng 100.000 người dân sinh sống tại thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã được sơ tán, trong khi các tuyến đường sắt và đường bộ tại nơi đây đều bị gián đoạn do mưa lũ. Mực nước tại nhiều đập và hồ chứa nước trong tỉnh Hà Nam đã dâng cao tới mức báo động, buộc chính quyền trung ương phải điều động hàng chục nghìn binh sĩ tới tỉnh này để triển khai công tác phòng chống lũ lụt và cứu hộ người dân gặp nạn.
Mưa lũ cũng khiến con đập Yehetan ở thành phố này xuất hiện vết nứt dài 20 mét. Một lữ đoàn công binh thuộc biên chế quân đội Trung Quốc đã được điều đến hiện trường để cho nổ một đoạn kè gần con đập nhằm giảm bớt áp lực của nước lũ cũng như hóa giải nguy cơ vỡ đập. Tại thành phố Trịnh Châu bên bờ sông Hoàng Hà, lượng mưa hơn 200mm đã đổ xuống chỉ trong một giờ vào ngày hôm qua, buộc thành phố phải dừng hệ thống tàu điện ngầm, đóng cửa đường cao tốc và hoãn các chuyến bay. Mưa lũ lớn khiến hàng trăm người mắc kẹt trong một chuyến tàu điện ngầm ngập nước ở thành phố Trịnh Châu. Lực lượng cứu hộ đã phải khoét một lỗ trên nóc tàu và dùng dây thừng sơ tán từ hành khách đến nơi an toàn. Một số tài khoản mạng xã hội đưa tin có hành khách đã không qua khỏi vì đuối nước trong toa tàu, song thông tin này không được kiểm chứng và giới chức Trịnh Châu cũng không xác nhận. Nước sông dâng cao cũng đe dọa hang đá Long Môn gần thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Hang đá Long Môn là di sản thế giới của UNESCO với những tượng Phật được khắc tên trên vách đá vôi có tuổi đời hàng thiên niên kỷ. Cũng như hang đá Long Môn, chùa Thiếu Lâm ở thành phố Đăng Phong nổi tiếng là cái nôi võ thuật cũng tạm thời đóng cửa. Cũng tại Đăng Phong, một nhà máy hợp kim nhôm đã phát nổ vào ngày hôm qua sau khi nước từ một con sông tràn vào nhà máy. Ít nhất 31 hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã vượt mức cảnh báo. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay tuyên bố trận lũ ở Hà Nam vô cùng nghiêm trọng. Loạt công ty và một ngân hàng nhà nước Trung Quốc cho biết đã quyên góp và hỗ trợ khẩn cấp cho chính quyền Hà Nam hơn 1,9 tỷ nhân dân tệ, nâng mức cảnh báo lũ lụt lên mức gần cao nhất. Những cơn mưa như chút tiếp tục bao trùm nhiều địa phương, trong đó nghiêm trọng nhất ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc trong ngày hôm qua, buộc nước này nâng mức cảnh báo ứng phó với lũ lụt lên mức 2, mức cao thứ 2 trong thang đo 4 mức của hệ thống cảnh báo mưa lũ của Trung Quốc. Theo Bộ Xử lý các vấn đề khẩn cấp Trung Quốc, MIM, mưa lớn đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam với lượng mưa đã vượt mức cao nhất theo dữ liệu ghi chép từ trước tới nay. Mưa bão đã khiến mực nước tại hồ chứa nước dâng lên nhanh chóng, buộc các nhà chức trách phải yêu cầu các khu vực dân cư tại hạ nguồn sơ tán khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết, tính từ tuần trước đến nay, theo giờ địa phương, lượng mưa trung bình tại Trịnh Châu là 458,2mm, với nhiều khu vực có tổng lượng mưa vượt mức trung bình hàng năm của thành phố. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, MIM đã triển khai một đơn vị công tác tới khu vực chịu ảnh hưởng của tỉnh Hà Nam để hỗ trợ chính quyền địa phương cứu trợ người dân gặp nạn. Một nhóm lực lượng cứu hộ gồm 1.800 nhân viên cứu hỏa mang theo các thiết bị cứu nạn huy động từ 7 tỉnh lân cận đã được điều động tới vùng lũ lụt. Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng khiến hoạt động giao thông bị gián đoạn trên 30 đoạn đường trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Hà Nam. Giao thông đường sắt và hàng không cũng bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến bay dự kiến hạ cánh tại Trịnh Châu cũng buộc phải hủy bỏ. Hiện Trung Quốc bắt đầu khôi phục hoạt động đường sắt tại tỉnh Hà Nam, đồng thời tăng chuyến để sơ tán người dân tránh lũ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, giới chức đường sắt chỉ thị các tàu chạy ở vận tốc vừa phải. Đến nay, mưa lũ tại tỉnh Hà Nam đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người. Số người không qua khỏi tiếp tục tăng, Trung Quốc cho nổ tung đập để phân lũ. Quân đội Trung Quốc đã cho nổ một con đập để xả nước lũ khi nó đe dọa một trong những tỉnh đông dân nhất của mình. Sự việc diễn ra trong bối cảnh số người không qua khỏi trong trận lũ này tăng lên tới ít nhất 25 người. Việc cho nổ một con đập diễn ra tại thành phố Lạc Dương ngay khi lũ nghiêm trọng tràn ngập thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam khiến người dân mắc kẹt trong hệ thống tàu điện ngầm, các trường học, căn hộ và văn phòng. Trong một cuộc họp báo, các quan chức tỉnh cho biết thêm 7 người khác bị mất tích, giao thông và các công việc đã bị gián đoạn trên toàn tỉnh. Mưa lớn biến đường phố thành sông, chảy xiết, cuốn trôi xe ô tô và tràn vào nhà dân. Ít nhất 10 chuyến tàu chở khoảng 10.000 hành khách đã bị tạm dừng, trong đó có 3 chuyến phải dừng trong hơn 40 giờ. Bộ Giao thông Vận tải cho biết một số đoạn của 26 đường cao tốc đã bị đóng cửa do mưa. Một vụ mất điện đã khiến các máy thở tại bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu buộc nhân viên phải sử dụng túi khí bơm tay để giúp bệnh nhân. Hơn 600 bệnh nhân ở đây đang được chuyển viện. Trong khi đó, bão số 2 đã suy yếu nhẹ trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương khi nó ảnh hưởng tới các khu vực của Nhật Bản. Dự kiến cơn bão này sẽ mạnh lên và có khả năng tấn công Đài Loan và các khu vực của Trung Quốc vào cuối tuần này. Trung Quốc oằn mình gánh mưa lũ. Đợt mưa lớn chưa từng thấy tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã làm ít nhất 25 người không qua khỏi, 7 người mất tích và hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp.
Tính đến ngày hôm kia, ít nhất 12 người không qua khỏi và 5 người bị thương do mưa lớn những ngày qua gây ngập lụt nghiêm trọng tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trong 4 ngày vừa qua, lượng mưa đo được tại thành phố 12,6 triệu dân này lên đến 617mm, gần bằng mức trung bình trong một năm. Truyền thông địa phương dẫn lời các nhà khí tượng đánh giá đây là đợt mưa chưa từng có trong 1.000 năm. Mưa lớn khiến mực nước tại sông Hoàng Hà dâng cao và các thành phố tại tỉnh Hà Nam chìm sâu trong nước. Mực nước tại nhiều hồ chứa vượt quá mức cảnh báo. Nhà chức trách đã ngừng hệ thống giao thông công cộng, nhưng nước lớn tràn vào một đường tàu điện ngầm trong giờ cao điểm. Các đoạn video được chia sẻ cho thấy nhiều hành khách gồm cả trẻ em bị mắc kẹt trong toa tàu với mực nước dâng lên cao đến vai. Đội cứu hộ sau đó cắt phần mái của toa tàu và giải cứu được khoảng 500 người, nhưng 12 người đã không qua khỏi. Tại một khu vực khác, lính cứu hỏa đã kịp thời giải cứu hơn 150 trẻ em và giáo viên tại một trường mẫu giáo bị ngập trong nước lũ. Tại Bệnh viện Đại học Trịnh Châu, nguồn điện bị cắt buộc ban quản lý khẩn cấp sơ tán hơn 600 bệnh nhân nặng. Tại thành phố Cổ Nghĩa, ít nhất 6 người không qua khỏi, nhiều tuyến đường bị cắt đất do sạt lở. Mực nước ở 14 hồ chứa tại thành phố bị tràn bờ, trong khi nguồn cung cấp điện, nước, liên lạc tại nhiều vùng bị cắt đứt trong hơn 24 giờ. Có 7 người không qua khỏi và 7 người mất tích được cập nhật thêm, nhưng không nêu rõ tại thành phố nào. Cảnh sát vũ trang và binh lính được điều động khẩn cấp trong đêm đến hỗ trợ gia cố con đập Gia Hà Tàn tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam vì nước lũ làm vỡ một đoạn đê dài 20 mét. Đến sáng qua, quân đội phải dùng nhiều thuốc nổ tạo một dòng chảy khác để điều tiết lũ, giúp mực nước trong hồ giảm xuống, kiểm soát được mối nguy. Trước đó, mưa lớn đã làm vỡ hai con đập tại thành phố Hồ Luân, Bối Nhĩ thuộc khu tự trị Nội Mông, nhưng người dân được sơ tán kịp thời. Tính đến ngày hôm qua, hệ thống giao thông tại Trịnh Châu vẫn bị gián đoạn nhiều vì ngập lụt và đường xá bị hư hại nặng. Tổng cộng 303 chuyến bay bị hủy, khoảng 1.100 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Khoảng 200.000 người dân thành phố được sơ tán. Chính quyền tỉnh Hà Nam nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất, trong khi mức ứng phó trên toàn quốc được nâng lên mức cao thứ hai. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã điều 1.800 nhân viên cứu hộ từ các tỉnh thành lân cận đến Hà Nam để hỗ trợ. Trước đó, hơn 6.000 lính cứu hỏa và gần 3.000 binh sĩ cảnh sát vũ trang tại Hà Nam đã được huy động đến vùng bị ảnh hưởng để cứu người. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua miêu tả tình hình tại Hà Nam là cực kỳ nghiêm trọng. Khi việc ứng phó lũ bước vào giai đoạn then chốt, nhà lãnh đạo yêu cầu cơ quan chức năng mọi cấp phải ưu tiên đảm bảo an toàn và tài sản của người dân, thực hiện mọi biện pháp nhằm ngăn lũ và cứu trợ. Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại Hà Nam trong 3 ngày tới. Tại tỉnh Hà Bắc, kề bên mưa lớn cũng khiến cho hơn 100 chuyến tàu bị hoãn, nhiều tuyến đường bị đóng. Cơ quan phòng ngừa thảm họa địa phương phát cảnh báo khẩn, kêu gọi toàn bộ đơn vị làm hết sức để ứng phó với mưa lũ. Được báo trước nhiều ngày, lũ lụt Tây Âu vẫn gây thiệt hại khó lường. Dù người dân của thị trấn Hohenlimburg, Đức đã được cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt sau nhiều ngày mưa lớn, họ vẫn không thể chuẩn bị cho những cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra. Tôi chưa từng chứng kiến điều gì như thế này cả. Tốc độ của nó thật điên rồ. Chỉ trong giây lát, những thân cây đã trôi trên đường. Ông Frank Postman, một người đàn ông 60 tuổi sống ở một thị trấn ngoại ô thành phố Hagen kể lại. Được biết, ông Postman chứng kiến căn hầm của mình bị ngập trong vài giây, chưa đầy một phút nước đã tràn vào tầng đầu tiên của nhà ông. Ông đã sơ tán đến nhà của con trai và quay về nhà để xem xét thiệt hại. Hohenlimburg chỉ là một trong hàng trăm thị trấn, làng mạc và cộng đồng ở Tây Âu bị hủy hoại sau khi lũ lụt kinh hoàng càn quét khu vực. Đợt lũ này đã làm thiệt mạng ít nhất 128 người tại Đức, Bỉ và hàng trăm người mất tích. Tại Đức, số người chết được xác định là ít nhất 108 người, nhưng con số này dự kiến sẽ tăng lên. Ngoài ra, cơ quan chức trách thông báo có hơn 1.000 người mất tích, nhưng con số này cao có thể là do báo cáo trùng lặp hoặc khó khăn trong việc tiếp cận người dân. Tại Bỉ, chính phủ xác nhận người chết là 20 người và 21.000 người đang rơi vào tình trạng mất điện ở một khu vực. Luxembourg và Hà Lan cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, làm ngập lụt nhiều khu vực và buộc hàng ngàn người phải sơ tán ở thành phố Maastricht. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết ông choáng váng trước sự tàn phá của lũ lụt và cam kết hỗ trợ gia đình những người thiệt mạng và các thành phố thị trấn đang phải đối mặt với thiệt hại đáng kể. Tại Bỉ, quân đội đã được cử đến 4 trong số 10 tỉnh để cứu giúp và sơ tán. Tại Thụy Sĩ, các hồ và sông cũng dâng nước nhanh chóng sau trận mưa lớn trong đêm, đặc biệt ở thành phố Loren. Hồ Loren đã bắt đầu tràn nước vào trung tâm thành phố, tuy nhiên tình hình đã khả quan hơn khi mực nước bắt đầu giảm trở lại.
các cơn bão nghiêm trọng đã khiến biến đổi khí hậu trở lại thành trọng tâm của chiến dịch bầu cử Đức trước cuộc thăm dò, đánh dấu sự kết thúc 16 năm cầm quyền của bà Angela Merkel. Bộ trưởng Nội vụ Horst Schlitter cho biết Đức phải chuẩn bị tốt hơn nhiều trong tương lai và nói thêm rằng thời tiết khắc nghiệt này là hậu quả của biến đổi khí hậu. Ở các khu vực đô thị có hệ thống thoát nước kém và các tòa nhà nằm trong vùng lũ lụt, thiệt hại có thể rất nghiêm trọng. 20.000 đập thủy điện Trung Quốc tác động môi trường nghiêm trọng và nguyên nhân gây xung đột khu vực. Chính quyền Trung Quốc coi dữ liệu về lưu lượng nước và hoạt động thủy điện là bí mật nhà nước, rồi dựa vào sự thiếu minh bạch này để dựng lên một màn kịch che mắt thiên hạ rằng hạn hán là nỗi đau chung. Nhờ lượng sông băng khổng lồ trên cao nguyên Tây Tạng mà Trung Quốc có một trữ lượng nước rất lớn, 10 trong số những con sông chính chảy qua lục địa châu Á, nguồn sống cho toàn bộ khu vực trong hàng ngàn năm qua đều bắt nguồn từ sự tan chảy của các con sông băng này. Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, những con sông này ở Trung Quốc không còn đơn thuần chỉ là nguồn cung cấp nước ngọt mà đã trở thành một nguồn năng lượng quan trọng cho hơn 20.000 con đập do chính quyền Trung Quốc xây dựng từ những năm 1950, trong đó có đập lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, một con đập đã và đang gây tranh cãi dữ dội. Kế hoạch thay thế nhiệt điện bằng thủy điện của chính quyền Trung Quốc đã bị lên án, đồng thời phải trả một cái giá rất đắt. Hàng nghìn con đập, trong đó có nhiều con đập do lỗi thi công không đảm bảo, đã gây ra lũ lụt nhấn chìm các khu dân cư và những thảm họa môi trường phá hủy hệ động thực vật trong toàn bộ khu vực. Vấn đề đập thủy điện cũng đã khiến Trung Quốc vướng phải xung đột nghiêm trọng với các nước láng giềng. Những nước tuyên bố bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của chính quyền Trung Quốc vào các con sông mà 18 quốc gia châu Á và hơn 2 tỷ dân đang phụ thuộc. Theo các cáo buộc, trong những năm gần đây, chính quyền Trung Quốc đã giữ nước ở các đập thủy điện trên thượng nguồn, khiến các quốc gia ở hạ nguồn phải hứng chịu những đợt hạn hán nghiêm trọng chưa từng có và dẫn đến sự thay đổi thất thường của mực nước lục địa. Một số cáo buộc cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng các con đập của mình như một vũ khí địa chính trị. Chỉ cần khóa vòi nước, nước này có thể gây ra bất ổn kinh tế và chính trị ở các nước phụ thuộc vào các con sông này. Xung đột lớn nhất của Trung Quốc xuất phát từ vấn đề đập thủy điện là với Ấn Độ, một quốc gia tiếp giáp lãnh thổ phía Tây Nam Trung Quốc. Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố kế hoạch xây dựng siêu đập thủy điện trên sông Yalung-Yangpo lớn gấp 3 lần đập Tam Hiệp, dự kiến sẽ trở thành dự án cấp nước lớn nhất trong lịch sử. Sông Yalung-Yangpo chảy từ Tây Tạng qua Trung Quốc trước khi đổ vào bang Arunachal Pradesh rồi chảy tới bang Assam của Ấn Độ, nơi nó được gọi là sông Brahmaputra. Không chỉ vấp phải sự phản đối của các nước láng giềng, chính quyền Trung Quốc còn phải đối mặt với sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa nguồn nước dự trữ và dân số trong nước. Hầu hết các con sông ở Trung Quốc đã biến mất, một phần là do các đập thủy điện, thêm vào đó quá trình công nghiệp hóa và ô nhiễm đã làm hỏng phần lớn lượng nước còn lại. Bloomberg báo cáo rằng từ 80% đến 90% nước ngầm và một nửa nước sông của Trung Quốc đã bị ô nhiễm và không còn thích hợp cho người dân sử dụng. Hơn 20.000 đập thủy điện ở Trung Quốc, tài nguyên năng lượng hay vũ khí địa chính trị. Trong những thập niên qua, đặc biệt là từ 30 năm trở lại đây, chính quyền Trung Quốc đã xây dựng hàng loạt đập thủy điện ở thượng lưu sông Mekong, gây ra những lo ngại đáng kể, đặc biệt là cho các quốc gia chung dòng Mekong như Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Mùa mưa năm ngoái, dù rằng lượng mưa lớn và nhiệt độ trung bình thuận lợi cho tuyết tan, tuy nhiên tất cả các quốc gia này đều phải hứng chịu một đợt hạn hán lịch sử. Điều này chỉ có thể được giải thích là do chính quyền Trung Quốc đã chặn hầu như toàn bộ dòng chảy bằng các đập thủy điện của họ. Đến mùa khô, chính quyền này lại xả nước trong các đập, dẫn đến những trận lũ lụt lớn và gây ra sự mất cân bằng phi tự nhiên, khiến tất cả các nước xung quanh đều phải gánh chịu hậu quả, khi mà phần lớn sự phát triển và nền kinh tế của các nước này đều phụ thuộc vào dòng chảy của sông Mekong. Nghiên cứu được công bố bởi Eyes on Us vào năm ngoái sử dụng bằng chứng vật lý từ các máy đo và quy trình viễn thám của Ủy ban sông Mekong đã xác nhận chắc chắn cho những lo ngại từ trước đến nay rằng tình hình hạn hán đang diễn ra đúng là có liên quan đến chính sách quản lý tài nguyên nước của Trung Quốc. Khi chính quyền giải phóng lượng nước được tích trữ, một lượng điện năng lớn được tạo ra song đi kèm với sự hỗn loạn do lũ lụt ở hạ lưu. Kết quả điều tra hiện đã có và các quốc gia bị ảnh hưởng đang cố gắng thương lượng để phân phối lại tài nguyên nước một cách công bằng hơn. Chính quyền Trung Quốc coi dữ liệu về lưu lượng nước và hoạt động thủy điện là bí mật nhà nước, rồi dựa vào sự thiếu minh bạch này để dựng lên một màn kịch che mắt thiên hạ rằng hạn hán là nỗi đau chung.
Các nhà chức trách Trung Quốc cho rằng mưa ít là nguyên nhân hàng đầu gây ra hạn hán, đồng thời khẳng định ngay cả Trung Quốc cũng phải hứng chịu điều đó. Tuy nhiên, những phát hiện sau đó đã chứng minh tuyên bố này là hoàn toàn trái sự thực. Người ta lo ngại rằng để đối phó với tình trạng thiếu nước uống ở Trung Quốc, các nhà chức trách nước này sẽ có quyết định phân luồng dòng chảy tự nhiên của sông Mekong để đạt được sự phân phối hiệu quả hơn trong đại lục. Nếu vậy, điều này sẽ trực tiếp làm cho các quốc gia ở hạ lưu bị khan hiếm nước, khiến tình trạng càng thêm trầm trọng. Đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp là một đập thủy điện nổi tiếng nằm chắn ngang sông Dương Tử ở Trung Quốc. Kể từ khi được hoàn thành cơ bản và vận hành đầy đủ các chức năng vào năm 2012, đập thủy điện lớn nhất thế giới này đã gây ra nhiều tranh cãi, chủ yếu là vì các tác động môi trường. Con đập đã không thể giải quyết vấn đề lũ lụt như dự án đã hứa hẹn, mà ngược lại, các nhà phê bình cho rằng đập Tam Hiệp đã khiến lũ lụt trở nên tồi tệ hơn. Một trong những lý do chính để triển khai dự án đập Tam Hiệp là nhằm kiểm soát lũ lụt, nhưng chưa được 20 năm kể từ khi khánh thành, lượng nước lũ cao nhất trong lịch sử đã được ghi nhận. Thực tế là con đập không thể ngăn chặn những biến cố nghiêm trọng này. David Shockman, nhà địa lý tại Đại học Alabama, người chuyên nghiên cứu về lũ lụt ở Trung Quốc, chia sẻ với Reuters. Hoàng Vạn Lý, một nhà thủy văn học nổi tiếng ở Trung Quốc, người từng chỉ trích việc xây đập Tam Môn Hạ trên sông Hoàng Hà và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hạ vào năm 1957, tiếp tục dũng cảm lên tiếng phản đối ý tưởng về đập Tam Hiệp kể từ khi nó được đề xuất lần đầu tiên, với lời cảnh báo rằng công trình cuối cùng sẽ gây ra thảm họa. Tuy nhiên, một lần nữa, sự can gián của ông lại bị làm lơ. Năm ngoái và năm nay, những trận mưa lớn đã khiến hệ thống đập thủy điện của Trung Quốc phải đối mặt với thách thức và như nhiều người đã dự đoán, thảm họa đã đến rất gần. Ít nhất 3 con đập đã bị vỡ hoàn toàn, một con đập khác được cho là có thể vỡ bất cứ lúc nào. Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã cố gắng giảm thiểu hỗn loạn, nhưng không thể bưng bít thông tin khi có tới hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều người đã tử vong. Hai đập Vĩnh An và Tân Phát ở Hulin Bui, Hô Luân Bố Nhĩ, Nội Mông và đập Quách Gia Trị gần thành phố Trị Châu đã bị vỡ hoàn toàn, để lại hậu quả thật thảm khốc. Trong bối cảnh đó, tất cả các cặp mắt của người dân và chính quyền đều đổ dồn vào đập Tam Hiệp. Khi mực nước cao nhất là 91m trên mực nước sông, hồ chứa do đập Tam Hiệp tạo ra sẽ chứa một lượng nước nặng tới hơn 42 tỷ tấn. Với lượng nước khổng lồ như vậy, đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra một thảm họa không thể tưởng tượng được, khi mà có hàng triệu người dân đang định cư ở hạ lưu của con đập ở nhiều thành phố lớn như Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải. Một số nhà phê bình cho biết rằng các hình ảnh vệ tinh cho thấy bằng chứng về sự dịch chuyển của con đập, trong khi các nhân chứng khác nói rằng họ nhìn thấy những vết nứt lớn, tức là cấu trúc của đập đã có vấn đề. Cuối cùng thì đợt mưa cũng qua và may thay, đập Tam Hiệp chưa vỡ, nhưng vẫn còn nguyên đó nỗi bất an về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Đập Tam Hiệp đã không đạt được mục tiêu ngăn lũ, mà còn gây ra thảm họa môi trường và buộc hơn 2 triệu cư dân phải di rời cho dự án. Vậy mà giờ đây, chính quyền Trung Quốc lại tiếp tục lên kế hoạch xây dựng một đập thủy điện với quy mô còn lớn hơn nữa. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố xây đập thủy điện lớn nhất thế giới. Thật không dễ dàng để diễn tả hết sự kỳ vĩ của cao nguyên Tây Tạng. Đây là vùng đất rộng lớn với những ngọn núi trải dài bất tận, những đỉnh núi chọc trời được bao phủ bởi hàng ngàn, hàng vạn tấn băng và tuyết. Cao nguyên Tây Tạng còn là nguồn sống của 1/5 dân số thế giới. Trữ lượng nước được lưu trữ ở độ cao của Tây Tạng dồi dào đến mức các chuyên gia thường gọi nó là cực thứ 3 ngoài Nam Cực và Bắc Cực, hai khu vực dự trữ nước ngọt chính trên thế giới. Khu vực này là nguồn cung cấp nước ngọt cho toàn bộ lục địa châu Á, nằm trên lãnh thổ Trung Quốc và giáp với Bhutan, Nepal và Ấn Độ. Trong khi thế giới đang dồn mọi mối quan tâm về đại dịch Covid-19, chính quyền Trung Quốc lại tuyên bố sẽ tìm cách khai thác tiềm năng thủy điện ở vùng hạ lưu sông Yalung Sampo. Con sông này bắt nguồn từ Tây Tạng và chảy vào Ấn Độ. Tuyên bố này được đưa ra như một phần của kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, những cuộc tranh luận đã sớm nổ ra, đặc biệt là khi có thông tin cho rằng con đập này thậm chí còn lớn hơn cả đập Tam Hiệp vốn đã gây tranh cãi. Ấn Độ và Trung Quốc vốn có xung đột lâu dài về việc phân chia biên giới chính xác ở khu vực Tây Tạng. Tin tức về đập thủy điện mới lại càng làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Các chuyên gia tin rằng dự án có thể là siêu công trình rủi ro nhất từng được thi công, bởi không chỉ vì vị trí thi công dễ xảy ra sạt lở lớn và một số trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại đây, mà khu vực này còn gần biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đúng như được dự đoán, thông tin chi tiết về dự án không được công bố. Tuy nhiên, có vẻ như một đường hầm khổng lồ sẽ được khoan xuyên qua những ngọn núi để chuyển hướng dòng chảy và dẫn thẳng dòng nước xiết vào tua bin, tạo ra một lượng điện năng cực lớn. Truyền thông Trung Quốc đưa tin Power China, đơn vị được cho là sẽ thi công dự án, cho biết dự án có công suất phát điện thiết kế là hơn 60 GW, gấp 3 lần của đập Tam Hiệp.
đánh giá từ một khía cạnh cho thấy rủi ro khi thực hiện siêu đập thủy điện này là rất lớn. Sự phức tạp khi thi công một dự án lớn ở độ cao như vậy, việc tiếp cận khu vực khắc nghiệt này cùng với sự biến động địa chất, đây là một trong những vùng địa chấn mạnh nhất trên thế giới. Do đó, bất kỳ hoạt động nào cũng đều có thể dẫn đến những trận lở đất lớn sẽ quét sạch toàn bộ làng mạc. Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn đảm bảo rằng chính quyền Trung Quốc có thể thực hiện dự án và những trở ngại lớn nhất hiện nay là những khó khăn xung quanh các vấn đề chính trị. Việc chính quyền Trung Quốc nắm giữ chìa khóa của một trong những nguồn nước ngọt lớn nhất trên thế giới và có thể mở hoặc đóng tùy ý vẫn luôn là một vấn đề gây tranh cãi với tất cả những ảnh hưởng mà nó mang đến cho cuộc sống của hàng triệu người dân vùng hạ lưu. Sau đợt hạn hán nghiêm trọng ở Trung Quốc, mưa lớn đã đổ xuống vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử trong 3 ngày liên tiếp. Kết quả là một số khu vực bị ngập lụt, thậm chí có thảm họa xảy ra ở Giang Tây, Hồ Nam và Quý Châu. Trong những ngày gần đây, tổng cộng 248 thị trấn ở tỉnh Hồ Nam đã phải hứng chịu những trận mưa lớn. Đó gần như tất cả các đường phố của thành phố Phượng Hoàng Cổ Trấn ở phía Tây Hồ Nam đều bị ngập lụt. Cơn mưa xối xả bất ngờ cũng khiến một số tuyến phố ở khu đô thị Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, thậm chí có đoạn biến thành đầm lầy. Tại Giang Tây, đợt hạn hán ban đầu khiến 330.000 người gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Nay lượng mưa liên tục đã biến thành một đợt hạn hán và lũ lụt hiếm gặp ở Giang Tây. Đã có mưa lớn ở 21 quận và thành phố và mưa lớn ở 14 quận và thành phố. Tại Quý Châu, 200.000 người đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa và lũ lớn và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 170 triệu nhân dân tệ. Liên quan đến những đợt hạn hán và lũ lụt liên tiếp gần đây ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, ngoài sự biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiều người còn đặt câu hỏi rằng đập Tam Hiệp là nguyên nhân trực tiếp của vấn đề. Mặc dù Nia Farong, một chuyên gia bảo vệ nguồn nước nổi tiếng của Trung Quốc, hiện đã nghỉ hưu, bà vẫn công khai phản đối việc xây dựng dự án Tam Hiệp. Ông tin rằng dự án Tam Hiệp đã làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán vì dự án đã làm thay đổi hệ sinh thái ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Nguyên nhân của ông là do hồ Tam Hiệp tích nước nhiều năm, phù sa tích tụ ở thượng nguồn. Việc đẩy nhanh dòng nước từ các hồ ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử và sông Dương Tử đã khiến mùa khô ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đến sớm hơn 2 tháng. Nia Farong tin rằng đây là nguyên nhân chính dẫn đến hạn hán nghiêm trọng vào mùa đông ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử như Shaanxiang và Dongtrinh trong những năm gần đây. Ngoài ra, kể từ năm 2005, hồ Poya tiếp tục có mực nước thấp và khô. Điều này gây ra các vấn đề sinh thái như giảm diện tích đất ngập nước và suy yếu khả năng tự thanh lọc. Nhiều người quan tâm đến Tam Hiệp cho rằng tác động của dự án Tam Hiệp đối với Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử không chỉ ở mặt nước, mặt đất mà còn trên bầu trời đã làm thay đổi khí hậu xung quanh khu vực hồ chứa và Trung Hạ Lưu sông Dương Tử. Lý thuyết của họ là đập Tam Hiệp đã chặn dòng chảy thông thường của luồng không khí, tạo ra áp suất thấp trên hình dạng của hồ chứa Tam Hiệp, ảnh hưởng đến sự lưu thông khí quyển bình thường, từ đó làm thay đổi khí hậu. Do đó, thời tiết cực đoan đã thường xuyên xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc trong những năm gần đây, chẳng hạn như hạn hán nghiêm trọng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh vào mùa hè năm 2006, thảm họa tuyết ở phía Nam vào mùa đông năm 2008 và hạn hán ở Tây Nam vào tháng 3 năm 2010, tất cả đều bị nghi ngờ có liên quan đến dự án Tam Hiệp. Bà Dai King, một nhà môi trường nổi tiếng cũng có quan điểm tương tự. Bà nói với VOA, khía cạnh tồi tệ nhất của dự án Tam Hiệp là nó đặt ra một tiền lệ rất xấu, đó là vào những năm 1980, rất nhiều người có thẩm quyền phản đối nó một cách có lý trí. Có quá nhiều lý do và quá nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện. Nhưng chỉ cần bạn nắm được sự đúng đắn về chính trị, có thể nắm được một cái đầu lớn như Đặng Tiểu Bình để làm chỗ dựa cho mình, thì cuộc kháng chiến dù lớn đến đâu cũng có thể đi lên, chỉ cần họ có quyền lực họ sẽ đập. Vì vậy, việc cạn nước của hồ Đông Tinh có liên quan đến đập Tam Hiệp chặn nước, nhưng thực ra nó liên quan đến việc liên tục xây dựng các con đập trên 4 nhánh của nó là Siyang, Yuanli và từng khu vực. Việc giữ nước trở lại vì lợi ích của chính bạn cũng có liên quan. Nếu đập Tam Hiệp thực sự có liên quan đến một loạt các hiện tượng bất thường về thời tiết ở lưu vực sông Dương Tử trong năm nay, thì có biện pháp khắc phục nào không? Bà Đại Thanh nói. Không còn cách nào khác, tôi nghĩ không còn cách nào khác, chỉ có một cách duy nhất là ở Trung Quốc có những con sông khác. Nếu chúng ta muốn cứu những con sông khác ở Trung Quốc, chúng ta phải suy xét kỹ lưỡng trong quá trình ra quyết định những yếu tố nào đang diễn ra. Nó khiến người ta nhìn vào việc tạo thêm một thảm họa cho một quốc gia.
Đài Kinh cũng nói rằng, mặc dù Quốc vụ Viện thừa nhận những thiếu sót của đập Tam Hiệp trong báo cáo công bố trách nhiệm giải trình cao hơn đã được đưa ra, vai trò của dự án Tam Hiệp với lũ lụt nghiêm trọng ở Trung và Hạ Lưu Sông Dương Tử bị đặt câu hỏi một lần nữa. Lũ lụt ở Trung và Hạ Lưu Sông Dương Tử ở Trung Quốc đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Lũ lụt ở Trung và Hạ Lưu Sông Dương Tử trong những ngày gần đây đã khiến 112 người chết hoặc mất tích. Truyền thông Trung Quốc cho biết có những lo ngại rằng một cơn bão khác sẽ đổ bộ vào đất liền trong vài ngày tới và lũ lụt sẽ gây thêm thiệt hại về người và của. Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết lũ lụt do mưa xối xả ở Trung và Hạ Lưu Sông Dương Tử đã ảnh hưởng đến 16 triệu người. Mực nước ở Hồ Tai gần thành phố lớn nhất Trung Quốc, Thượng Hải đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1954. Nếu cơn bão đổ bộ vào đất liền gần đó, khu vực xung quanh có nguy cơ bị ngập lụt nghiêm trọng. Đoạn phim từ phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy một nông dân khóc khi trang trại lợn của anh ta bị nhấn chìm bởi nước lũ, trong khi Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, biến thành một bồn tắm lớn do mưa lớn. Lũ lụt thường xảy ra trong mùa mưa, mùa hè ở miền Nam Trung Quốc, nhưng lượng mưa năm nay đặc biệt lớn, nhiều khu vực trong tuần này sẽ có mưa lớn. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương hồi tháng trước cảnh báo rằng hiện tượng El Nino năm nay có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài. Năm 1998, El Nino gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây ở lưu vực sông Dương Tử, giết chết hơn 4.000 người. Đập Tam Hiệp ngoằn ngoèo, biến dạng. Cách đây vài ngày, các bức ảnh vệ tinh của Google về sự biến dạng của đập Tam Hiệp đã được lan truyền trên Internet Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về sự sụp đổ của con đập. Về vấn đề này, các bên có phản ứng và ý kiến khác nhau. Tờ tin tức Bắc Kinh và những người khác dẫn lời các chuyên gia thừa nhận rằng thân đập đã biến dạng nhưng nó ở trạng thái đàn hồi. Tờ The Paper cho rằng sự biến dạng của đập Tam Hiệp là tin giả. Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời tập đoàn Tam Hiệp nói rằng con đập này an toàn và đáng tin cậy trong hoạt động. Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng con đập đã di chuyển theo chiều ngang nhưng nhỏ hơn 3 cm. AFP dẫn lời một kỹ sư nội bộ của dự án Tam Hiệp cho biết con đập đã gặp phải các vấn đề về chất lượng, bao gồm có vết nứt và bê tông không đạt tiêu chuẩn trong quá trình xây dựng. Vậy việc bóp méo đập Tam Hiệp là đúng hay sai? Tại sao dự án Tam Hiệp lại gây tranh cãi như vậy? Làm thế nào để nhìn thấy vấn đề biến dạng của đập Tam Hiệp được thể hiện trong bức ảnh? Hoàng Siêu Lù nói rằng cô đã nhìn thấy bức ảnh này nhiều lần, nhưng cô không thể rút ra kết luận một mình từ bức ảnh. Cô không tin vào những tin tức do truyền thông Trung Quốc tung ra. Hai bức ảnh này được chụp vào những thời điểm khác nhau, luồng không khí khác nhau và góc độ khác nhau. Không thể sử dụng các bức ảnh chụp trong 3 điều kiện khác nhau để so sánh và độ chính xác cũng khác nhau. Nhưng dù có biến dạng hay không thì sự cố đập Tam Hiệp sớm muộn sẽ xảy ra và sẽ xảy ra một thảm họa đặc biệt lớn. Wang Weilu lần đầu tiên nói quan điểm của mình về đập Tam Hiệp. Ông cho rằng đập Tam Hiệp bị biến dạng không có ảnh. Đập Tam Hiệp là đập trọng lực, hàng chục khối xi măng được đặt trên nền đá và dựa vào trọng lực của chính chúng để giữ cho đập ổn định nên chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng dịch chuyển. Cuộc thảo luận bắt đầu khi một người bạn Twitter tên Len San đăng một bức ảnh so sánh về đập Tam Hiệp trên Google. Len San cho biết sự biến dạng của đập Tam Hiệp sẽ là một thảm họa lớn nếu nó xảy ra. Câu đầu tiên là câu khai báo và Wang Weilu cho biết ông đồng ý với câu khai báo này. Câu thứ hai là câu điều kiện xuất hiện trong báo cáo nghiên cứu khả thi đập Tam Hiệp. Zhu Jiwa nói không có hậu quả thảm khốc, điều kiện của câu này là hầu như không có nước trong hồ chứa Tam Hiệp. Phản hồi chính thức là đây chỉ là một trạng thái co giãn, đây có phải là một lời giải thích khoa học? Wang Xilu không đồng ý rằng đây là một giải thích khoa học. Thông tin cô thấy về việc phản đối việc xây đập Tam Hiệp, đặc biệt là 6 bức thư mà cha cô là Hoàng Vạn Lịch đã gửi cho ban lãnh đạo Trung ương khi sinh thời. Lý do của ông là đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử không thể được xây dựng tại tất cả, không phải là vấn đề thời gian hay nhà nước, các vấn đề liên quan đến tài chính, sinh thái môi trường, tác động kiểm soát lũ lụt, quốc phòng, chủ yếu là sự tiến hóa của lòng sông trong môi trường địa lý tự nhiên và các điều kiện khách quan về giá trị kinh tế mà không cho phép một chính phủ tôn trọng khoa học và dân chủ tổ chức một dự án sẽ mang lại tai họa cho đất nước và nhân dân. Nếu xây dựng thì cuối cùng sẽ bị nổ tung. Wang Weilu cho biết ông không thể nói mối quan hệ trực tiếp giữa danh thắng và Tam Hiệp, nhưng anh giải thích theo kiểu đàn hồi do trung tâm đưa ra. Tam Hiệp không phải là một khối bê tông cốt thép mà là hàng chục vòng thép. Mối liên kết giữa các vòng thép này bị đứt, vậy biến dạng đàn hồi của các vòng thép có liên tục và không có điểm dứt.
Biến dạng khối đập của đập Tam Hiệp hiện nay là biến dạng đàn hồi, nhưng biến dạng tổng thể của đập Tam Hiệp không phải là biến dạng đàn hồi. Quang Wei Lu cho biết khi đập Tam Hiệp được thiết kế ban đầu, không nên ép bê tông cốt thép quá chặt. Họ hy vọng các khối bê tông sẽ ngày càng chặt hơn dưới nước. Nhưng như Wang Wali đã nói, điều kiện địa chất ở đây rất kém và San Tu Ping là cơ sở duy nhất bằng đá granite có thể được tìm thấy ở đây. Nhưng theo quan điểm hiện tại, cơ sở cứng không có nghĩa là nhất thiết phải an toàn. Vì vậy, số liệu dịch chuyển ngang và dọc do Tam Hiệp đưa ra nhưng rò rỉ dòng nước không được công bố. Thực tế là có rò rỉ nước dưới đập Tam Hiệp và nhà máy điện ở bờ phải. Dòng nước cuốn trôi vật chất khiến đập ngày càng bất ổn. Wang Xiaolu nói thêm rằng, tôi biết quá trình khởi động đập Tam Hiệp của Li Rui đề cập rằng đã có hai cuộc thảo luận về đập trên thế giới gần đây. Một trong số đó liệt kê 10 đập nguy hiểm nhất trên thế giới, Tam Hiệp đứng đầu. Vì vậy, việc công dân Trung Quốc nghi ngờ khi nhìn thấy ảnh trên Google là điều hoàn toàn hợp lý. Chúng ta nên cho người dân sống trong vùng lòng hồ và hạ lưu đập biết rằng hiểm họa đập Tam Hiệp luôn hiện hữu kể từ ngày bắt đầu xây dựng và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể có 600 triệu người bị ảnh hưởng, một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất ở Trung Quốc. Hoàng Xiaolu cho rằng việc tự lập là khả thi. Bây giờ là thời đại Internet, mặc dù mọi người không có quyền được biết, họ luôn có thể tự tin bằng cách vượt tường. Một số cư dân mạng cho rằng việc tổ chức mọi người là rất quan trọng để giúp họ. Hoàng Sơ Lù nói rằng cha cô luôn viết lý do phản đối đập Tam Hiệp cho các lãnh đạo của chính quyền trung ương. Ông nói rằng một bài giảng kéo dài nửa giờ sẽ khiến họ hiểu, nhưng ông không bao giờ được trao cơ hội này. Bây giờ chúng ta cũng biết rằng viết thư cho các nhà lãnh đạo hoàn toàn là một vấn đề của trò chơi con bò. Ngay cả khi hiện tại không có sự cố lớn xảy ra thì những thay đổi sinh thái trong toàn bộ lưu vực sông Dương Tử sau khi đập Tam Hiệp hoàn thành là rất nghiêm trọng. Mực nước của 33 con sông ở Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong 3 ngày tới. Miền Nam Trung Quốc bị ngập lụt đang chờ đợi điều tồi tệ nhất. Tập Cận Bình, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã không được công khai kể từ sau trận lụt, bất ngờ tuyên bố, chúng ta đã bước vào thời kỳ quan trọng để kiểm soát lũ lụt và tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Ông Tập Cận Bình hôm Chủ nhật cho biết, gần đây sông Dương Tử, sông Hòa và các lưu vực khác, hồ Đông Tinh, hồ Bô Giang, hồ Tai Hu và các hồ khác đã vượt quá mực nước cảnh báo và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang và những nơi khác gây thương vong và thiệt hại tài sản. Kể từ đầu tháng, lượng mưa lớn tiếp tục xảy ra trên sông Dương Tử, Thái Hồ và các lưu vực khác ở Trung Quốc. Lượng mưa tích lũy đã tăng lên đáng kể và mực nước các sông và hồ đã đạt hoặc vượt mức cảnh báo. Ye Yangchun, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã chỉ ra trong một cuộc họp ngắn của Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện hôm thứ Hai, kể từ tháng trước, lũ lụt số 1 đã xảy ra ở Tây Giang và Bắc Giang của sông Châu Giang, cũng như thượng lưu sông Hoàng Hà, sông Dương Tử và Thái Hồ, cùng 433 sông trên cả nước đã vượt mức cảnh báo, chiếm 96% tổng lượng trong năm nay và 422 trong tổng số 433 sông ở phía Nam, ngoại trừ một số ít ở sông Hoàng Hà và các lưu vực khác. Ye Yangchun cho biết có 397 con sông vừa và nhỏ vượt quá mức cảnh báo và 100 con sông trong số đó được bảo hiểm quá mức, vượt quá mực nước đảm bảo. Tỷ lệ này rất cao. Ye Yangchun cũng đưa ra một ví dụ, sông Qiyang ở Trung Khánh đã dâng 10 mét trong 8 giờ. Yang Gongyang, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết trong số 433 con sông vượt mức cảnh báo có 33 con vượt kỷ lục lịch sử. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết đỉnh lũ sông Dương Tử sẽ đi qua Vũ Hán, Hán Khẩu, Cửu Giang và Đại Đồng trong 2-3 ngày tới và mực nước của các trạm kiểm soát chính dọc sông sẽ đạt mức cao lịch sử. Ye Yangchun nói rằng thời gian quan trọng để kiểm soát lũ lụt từ tháng 6 đến tháng 8 và tình trạng lũ lụt ở sông Dương Tử và Hồ Thái Hồ là khá nghiêm trọng. Yang Wangang thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết lượng mưa trung bình đã đạt mức cao nhất kể từ khi kỷ lục bắt đầu vào năm 1961. Lượng mưa trên lưu vực sông Dương Tử đã đạt mức cao thứ hai trong hơn nửa thế kỷ qua. Khoảng 28.000 ngôi nhà đã bị cuốn trôi trên khắp đất nước vào tháng trước và 141 người thiệt mạng hoặc mất tích. Theo thông tin được Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc công bố hôm thứ Sáu, thiệt hại kinh tế trực tiếp là khoảng 60 tỷ nhân dân tệ. Mực nước hồ Bô Giang ở Giang Tây đã tăng hơn 3 mét so với bình thường, lập kỷ lục lịch sử. Mức cảnh báo lũ lụt của hồ Bô Giang đã được nâng lên mức đỏ cao nhất. Tây An ở Hồ Bắc, Cửu Giang và Nam Sương ở Giang Tây đều là những khu vực cảnh báo đỏ.
Tại nhiều khu vực trọng điểm phòng chống lũ lụt, rất đông bộ đội địa phương được điều động mang bao cát ra cố kè sông. Một số lượng lớn video và hình ảnh trên Internet cho thấy nhiều thị trấn và cộng đồng đã bị thu hẹp thành xây trang. Và lực lượng cứu hộ đang đẩy những chiếc thuyền bơm hơi để vận chuyển những người dân ở vùng nước sâu đến thắt lưng. Vũ Hán, nơi sinh ra đại dịch coronavirus, lại là tâm điểm của lũ lụt. Mực nước sông Dương Tử và nhiều hồ đã vượt mức cảnh báo, đe dọa nghiêm trọng đến người dân địa phương. Những ngày qua, bờ sông Vũ Hán được đặt trong tình trạng báo động cao. Hàng chục nghìn cán bộ địa phương túc trực ngày đêm để quan sát diễn biến mực nước. Rất đông công nhân tăng cường đắp tường bao cát để ngăn sông Dương Tử bị vỡ. Ye Yan Chun, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết hơn 300.000 người ở Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Giang Tô, Chiết Giang và các tỉnh, thành phố khác ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, bao gồm cả lưu vực Hồ Tai U, đã đến thăm các tuyến kè để tiến hành kiểm tra kịp thời. Lũ lụt đã ảnh hưởng đến 2.076 quận ở gần như toàn bộ Trung Quốc và chỉ một số khu vực, chẳng hạn như Tây Tạng và Tân Cương được cứu sống. Lũ lụt đã lan đến 27 tỉnh ở Trung Quốc. Hai ngày qua, mưa lớn liên tục xảy ra dọc sông Dương Tử ở Trung Quốc, sạt lở đất nhiều nơi, đường xá và đất canh tác bị biển bao phủ, một số bờ sông đã đứng trước nguy cơ bùng phát. Tín hiệu cảnh báo lũ lụt cho 4 thành phố chuyển sang màu đỏ rực rỡ. Lũ lụt ập đến 27 tỉnh, hai trong số 4 thành phố này thuộc Hồ Bắc, đó là Tây An và Kinh Châu, hai là ở Giang Tây, đó là Nan Trang và San Rao. Các chuyên gia cho rằng tình hình lũ lụt hiện nay cho thấy Trung Quốc rất dễ bị tổn thương bởi thời tiết khắc nghiệt và rủi ro lũ lụt do biến đổi khí hậu gây ra. Có 4 mức cảnh báo nước ở Trung Quốc từ 1 đến 4, xanh lam, vàng, cam và đỏ. Màu đỏ là mức cao nhất, có nghĩa là dòng chảy đạt đến hoặc vượt qua kỷ lục lịch sử và chu kỳ quay trở lại đạt hoặc vượt quá 50 năm. Tính đến thứ 6, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 30,2 triệu người ở 27 tỉnh, trong đó An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu. Theo CCTV, phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trận lũ đã khiến 22.000 ngôi nhà bị sập, 1,72 triệu người phải di rời khẩn cấp và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 2.667.000 hecta. Hiện lũ lụt đã làm khoảng 140 người chết và mất tích. Vũ Hán, một thành phố với những thảm họa liên miên. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, tình trạng nước ở lưu vực sông Dương Tử thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Cảnh báo lũ lụt cho đoạn từ cảng Chen Ling Li ở Hồ Nam đến sông Nam Kinh, quận Đông Kinh Lách, quận Phan Giang Lách và sông Su Giang, dòng chảy chính của Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đều được nâng lên thành màu cam. Dự báo mực nước tại các khu vực này sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới. Vũ Hán, nơi đại dịch bùng phát đầu tiên, hiện đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt rất lớn. Mưa lớn đã khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao đến mức cảnh báo. Vào chiều thứ Năm, chính quyền địa phương đã điều động công nhân xếp các bao cát trên bờ sông Dương Tử để ngăn chúng vỡ ra. Một chiếc phà gần đó đã bị đóng cửa và các công nhân đã xây một bức tường gạch tạm bợ dọc sông với sự hỗ trợ của bao cát phía sau. Các quan chức túc trực bên bờ sông để theo dõi sự thay đổi của mực nước sông Dương Tử. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, một công nhân cho biết anh ta đã làm việc trên công trường nhiều ngày để chuẩn bị cho lượng mưa lớn có thể xảy ra trong vài ngày tới. Để củng cố bờ kè, một bức tường bao cát cao 2 mét đã được xây dựng dọc theo sông, ông nói. Người công nhân nói, nước dâng lên rất nhanh, hôm qua vẫn còn ở mắt cá chân và bây giờ đã đến đầu gối. Chính quyền thành phố Vũ Hán đã ra lệnh đóng cửa 188 bến phà và bến sông Dương Tử, đồng thời cử hơn 12.000 người tuần tra dọc sông. Cư dân địa phương đau buồn trước thảm họa đang diễn ra ở Vũ Hán. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời một người dân Vũ Hán tên là Mie nói, Vũ Hán vừa thoát khỏi đợt đại dịch virus mới và lại hứng chịu lũ lụt. Đó là một năm thiên tai. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ vượt qua thảm họa lần này. Chuyên gia, thiệt hại kinh tế do khí hậu nóng lên đối với Trung Quốc đang tăng lên qua từng năm. Trung Quốc phàn nàn rằng thời tiết bất thường bao gồm không khí ẩm từ Biển Đông và Ấn Độ Dương là nguyên nhân trực tiếp gây ra lũ lụt, sau đó có những thay đổi dài hạn về mô hình khí hậu khiến Trung Quốc dễ bị lũ lụt hơn. Dữ liệu chính từ Trung Quốc cho thấy lượng mưa trong tháng 6 cao hơn 13,5% so với mức trung bình của gió mùa. Kể từ năm 1961, các trận mưa lớn ở Trung Quốc đã tăng 20%.
Liu Junjian, một nhà hoạt động của tổ chức môi trường Greenpeace, cho biết lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trùng khớp với những cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra. Reuters dẫn lời ông Liu Junjian cho biết, trong những thập kỷ gần đây, chúng tôi đã chứng kiến lượng mưa gia tăng lớn ở nhiều vùng của Trung Quốc, kết quả là lũ lụt. Theo một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Nam Kinh, thiệt hại kinh tế đối với Trung Quốc do hiện tượng nóng lên toàn cầu đã lên tới 25,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ năm 2006 đến năm 2018. Nhiều hơn 1/3 so với mức trung bình từ năm 1984 đến năm 2018. Họ ước tính rằng cứ nhiệt độ tăng 0,5 độ sẽ làm tăng thiệt hại do lũ lụt hàng năm lên 60 tỷ đô la Mỹ. Lũ thử đập Tam Hiệp ném bom hẹn giờ lên đầu 600 triệu dân. Mỗi khi lũ đến đỉnh điểm vào mùa hè, nguy cơ lũ lụt của đập Tam Hiệp là chủ đề nóng của người dân Trung Quốc. Tình hình phòng chống lũ lụt ở miền Nam năm nay rất khắc nghiệt. Hiện tại, mực nước tại khu vực hồ Tam Hiệp gần 147 mét, vượt ngưỡng phòng chống lũ gần 2 mét. Những tin đồn như đập biến dạng, các cuộc sơ tán bên dưới Nghi Sương và Thượng Hải sẽ trở thành biển cả lan nhanh như cháy rừng. Một số phương tiện truyền thông nhà nước gần đây đã dẫn lời các chuyên gia bảo tồn nước để bác bỏ tin đồn, nhưng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ký lệnh bảo vệ Tam Hiệp một lần nữa cách đây một tuần, nêu rõ những nguy cơ tiềm ẩn của dự án bảo vệ nước Tam Hiệp. Tin đồn về sự cố vỡ mặt đê Tam Hiệp năm nào cũng vậy, hiểm họa năm nay khác những năm trước như thế nào? Đập Tam Hiệp có phải là một công trình vô giá trị? Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại thúc đẩy thanh kiếm Damocles của chính mình? Nếu lũ phương Nam là thiên Nga thì áp lũ Tam Hiệp là con tê giác xám. Nói về áp lực đối với đập Tam Hiệp năm nay, Hua Xiaolu, người đứng đầu quỹ nghiên cứu Hoàng Hoa Ly, cho rằng nếu lũ phương Nam là thiên Nga đen thì áp lực kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp là một tê giác xám có thể mang đến ngày tận thế. Wang Xiaolu đã dẫn lời cha mình là Wang Wali, một chuyên gia kỹ thuật thủy lực nổi tiếng ở Trung Quốc, trong bài báo về tính khả thi của việc xây dựng một con đập ở Tam Hiệp, sông Dương Tử, được xuất bản vào tháng 1 năm 1986, để phân tích những nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau đập Tam Hiệp. Ông nói, nếu đập Tam Hiệp được xây dựng và chứa đầy nước, mực nước của đoạn trùng khánh của sông Dương Tử sẽ trở nên rất bằng phẳng và các lòng sông sỏi di chuyển vào sông Dương Tử từ thượng nguồn sông Kim Sa và lưu vực sông Tứ Xuyên sẽ hình thành các bãi đá ngầm dưới nước. Đồng thời, lượng phù sa lơ lửng sẽ tích tụ nhiều hơn trong nước, kết quả là nó sẽ không chỉ chặn cảng trùng khánh và cắt đứt đường thủy mà còn nâng cao mực nước khi lũ lụt đến an toàn. Hậu quả có thể gấp 10 lần thảm họa thảm khốc do lũ lụt sông Hàn ở An Cương, Thiểm Tây vào cuối tháng 7 năm 1983. Mực nước cao 147 mét không phải là vấn đề đối với Tam Hiệp và CCTV đã cố tình đưa tin để gây hoảng sợ. Về báo cáo mới đây của kênh tài chính CCTV rằng mực nước ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp vượt quá giới hạn kiểm soát lũ gần 2 mét. Học giả môi trường người Đức Quang Huê Lu cho rằng điều này đang gửi một thông điệp sai lầm đến người dân cả nước. Quang Huê Lu đã xem xét ngắn gọn một số dữ liệu kỹ thuật của đập Tam Hiệp, thân đập là 185 mét, mực nước bình thường là 175 mét và mực nước giới hạn kiểm soát lũ là 145 mét. Khoảng trống từ 145 mét đến 175 mét được xác định là dung tích lưu trữ kiểm soát lũ với tổng cộng 22,15 tỷ mét khối. CCTV đưa tin rằng mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đạt 144,99 mét, tức là 145 mét. Và đạt đến mực nước giới hạn kiểm soát lũ lụt trước 2 ngày so với kế hoạch. Nếu dự án Tam Hiệp đóng vai trò kiểm soát lũ lụt, nó phải được lưu trữ từ 145m đến 175m, nhưng nó chưa bao giờ được lưu trữ cao như vậy, thường từ 145m đến 156m mỗi năm. Theo nguồn nước cụ thể, điều kiện điều chỉnh mực nước trong thời gian này, 147m hoàn toàn không phải là một vấn đề đối với hồ chứa Tam Hiệp. Không biết tại sao CCTV lại phát đi tin tức này, lại có rất nhiều người dẫn lại, khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Tôi không biết mục đích của việc này là gì.